tháng 5 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Châu Phước Thịnh, sinh năm 2003, cư trú ấp Mỹ Quý, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 28 tháng 4 năm 2021, Châu Phước Thịnh lên mạng xã hội kết bạn làm quen với em NTN, sinh năm 2008, cư trú thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới. Khoảng 16 giờ cùng ngày, thì Thịnh nhắn tin rủ N đi uống nước giải khát thì N đồng ý. Sau đó Thịnh điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn để rước N. Đến khoảng 19 giờ, sau khi uống nước xong thì Thịnh đề nghị với N kiếm nơi yên tĩnh để tâm sự thì N đồng ý. Lúc này, Thịnh chở N đến một nhà trọ thuộc khu vực thị trấn Mỹ Luông. Tại đây, Thịnh đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với N. Sự việc sau đó bị cha mẹ N phát hiện khi thấy những biểu hiện bất thường của N. Cha mẹ N đã làm đơn tố cáo hành vi của Thịnh với cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Châu Phước Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.